Xin chào các bạn học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đoạn văn về trang phục của một dân tộc. Nội dung như sau. Việt Nam có rất nhiều trang phục dân tộc truyền thống. Trong số đó, em ấn tượng và yêu thích trang phục của người Dao nhất. Một bộ trang phục gồm áo, mũ, quần, thắt lưng và xà cạp quấn chân. Áo là loại áo dài. Cổ tay và vền áo là các hoa văn thổ cẩm màu đỏ. Quần có màu đen và phía dưới có thêu hoa văn. Khăn đội đầu màu đỏ nổi là điểm nhấn cho toàn bộ trang phục. Em rất yêu thích bộ trang phục này. Trên đây, cô vừa hướng dẫn các bạn cách viết đoạn văn về trang phục của một dân tộc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.